Quách Tất Kiên, tổng chủ biên kiêm chủ biên sách giáo khoa Tin học 7, bộ sách Chân trời sáng tạo trình bày. Xin trân trọng kính mời thầy báo cáo từ đầu cầu Hà Nội. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thành Anh. Kính chào các quý vị đại biểu, các quý thầy cô. Tôi rất là vui hôm nay được giới thiệu các thầy cô về cái cuốn sách Tin học 7 cho tôi, là Quách Tất Kiên, là tổng chủ biên kiêm chủ biên. Ở trong nhóm tác giả thì còn ba cái tác giả nữa là cô Phạm Duy Phượng Chi, thầy Quách Tất Hoàn và cô Hồ Thị Hồng. Thì báo cáo thầy cô là cô Phạm Duy Phượng Chi là cô giáo mà của Thành phố Hồ Chí Minh, chắc là nhiều thầy cô biết cô Chi. Thì cô Chi đã từng tham gia rất là nhiều lần là tham gia thẩm định sách cũng như chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là giáo viên cốt cán của sở và tham gia cuốn sách này. Kính thưa các thầy cô, là tôi được biết là đến thời điểm này các thầy cô nghe thì cũng đã là rất là nhiều rồi và chắc cũng có cái phần mệt. Thế tôi hy vọng là cái bài trình bày của tôi thì làm các thầy cô cũng bớt mệt đi một chút với những cái thú vị mà tôi sẽ trình bày trong cuốn sách Tin học. Phần trình bày của tôi thì sẽ có 4 phần. Thứ nhất là về cấu trúc sách và phân bổ thời lượng. Tiếp theo là cấu trúc bài học. Phần thứ ba sẽ là nội dung, phương pháp, cách tổ chức dạy học. Và cuối cùng là hỗ trợ triển khai dạy học. Về cấu trúc sách và phân bổ thời lượng thì cấu trúc sách là bám sát cái chương trình giáo dục phổ thông môn học lớp 7, là với 5 chủ đề, 14 bài học. Số tiết là dành cho mỗi số tiết lý thuyết này, số tiết thực hành này. Và dành cho mỗi chủ đề thì được phân bổ theo cái quy định trong chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học và theo cái thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về đánh giá học sinh trung học. Cụ thể là có tổng số 35 tiết học với 20 tiết lý thuyết, 11 tiết thực hành và 4 tiết kiểm tra định kỳ. Các cái bài học được thiết kế để trình bày là trọn vẹn một đơn vị kiến thức hoặc là những kiến thức liên quan mật thiết với nhau thì tạo thành một cái chủ đề con. Thì cái số tiết học được cân đối phân bổ theo cái lượng kiến thức của mỗi bài học. Ở phía bên phải màn hình các thầy cô có thể nhìn thấy là ví dụ như bài 1 là thiết bị vào và thiết bị ra thì là được phân bổ là 3 tiết. Nhưng mà bài 2 là hệ điều hành và phần mềm ứng dụng thì chỉ có 1 tiết thôi. Tại vì ấy, là cái bài 2 hệ điều hành và phần mềm ứng dụng đó, thì cái lượng kiến thức, cái đơn vị kiến thức đấy có thể vừa vặn trong 1 tiết. Nhưng mà thiết bị vào ra ấy là cái lượng kiến thức đó và các cái kiến thức liên quan nó phải cần đến 3 tiết học để hoàn thành cái chủ đề này. Vì vậy là cái bài học này là cũng được phân bổ là 3 cái tiết học. Một cái câu hỏi đặt ra mà chúng ta có thể hỏi, tức là sách giáo khoa nên hay không nên là viết mỗi bài học dạy trong một tiết học. Báo cáo của thầy cô là như này: việc chia nhỏ kiến thức, tách rời các kiến thức liên quan để viết thành một bài chỉ có một tiết học sẽ dẫn đến gượng ép. Bản thân các đơn vị kiến thức không phải lúc nào cũng vừa vặn dạy trong một tiết được. Do đó mà nếu cố gượng ép viết bài trong một tiết sẽ dẫn đến là đơn vị kiến thức nhỏ dễ thì thừa thời gian, ngược lại mà đơn vị kiến thức lớn khó thì thiếu thời gian. Thêm nữa là dạy học theo chủ đề là một trong những điểm mới của đổi mới giáo dục lần này. Tôi còn nhớ là sách giáo khoa Tin học trước đây thì không viết theo chủ đề, và để thúc đẩy dạy học theo chủ đề từ năm 2013 thì Bộ Giáo dục đã tổ chức cái cuộc thi dạy học tích hợp liên môn, và trước đó là dạy học theo dự án. Ở cái lần đổi mới này thì đây là cái cơ hội mà chúng ta triển khai cái việc dạy học theo chủ đề ngay từ trong sách giáo khoa. Tiếp nữa là với bài học 2-3 tiết ấy, thì giúp các thầy cô linh hoạt và dễ dàng hơn trong cái việc mà điều chỉnh thời lượng dạy học của từng phần nội dung cho phù hợp với thực tiễn lớp học. Nghĩa là nếu mà nội dung nào mà học sinh tiếp thu tốt hoặc là mình có thiết bị dạy học như là máy tính, máy chiếu thì chỉ cần cái thời gian ít hơn, và cái thời gian dư đó thì có thể dành cho những nội dung khó hơn và nội dung khác. Tôi còn nhớ là trước đây ấy, Bộ còn phân phối cái chương trình theo cái từng tuần, từng tiết. Nghĩa là quy định rõ là tuần nào, tiết nào thì dạy bài nào. Đến khoảng năm 2004 và 2005 ấy, thì Bộ bỏ cái quản lý thế này, là bởi vì mỗi địa phương, mỗi trường, mỗi lớp là khác nhau nên không thể là yêu cầu dạy học với cái tiến độ như nhau được. Thế 1-2 năm đầu thì các sở phòng thì giáo viên thì chưa quen, còn bỡ ngỡ thì cứ yêu cầu thôi thì Bộ không quản lý như vậy nữa, nhưng mà Bộ cứ gửi cái phân phối chương trình để địa phương tham khảo. Thế 1-2 năm đầu thì tôi nhớ là Bộ có gửi, nhưng mà khi gửi tới thì địa phương là ốp luôn như cũ.
Khi mà thấy tình hình như vậy là bộ không gửi nữa. Và ở đây có cái việc tức là nhiều khi mình bị ràng buộc lâu quá, trong một cái khuôn phép lâu quá, đến khi mà được tự do thì lại thấy nó không quen. Sách giáo khoa viết một bài, một tiết ấy, nhìn có vẻ thì dễ dạy, nhưng bản chất là khó triển khai trong thực tế. Đó là lý do chúng tôi thiết kế bài học trong sách giáo khoa theo chủ đề con. Số tiết được phân bổ theo thời lượng kiến thức của chủ đề con đó. Sang phần tiếp theo là cấu trúc bài học. Thì báo cáo thầy cô là cái bài học được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực gồm có 7 cái phần chính là mục tiêu, khởi động, khám phá, tiếp theo là luyện tập, sau đó thực hành, vận dụng và cuối cùng là em có biết. Trong cái phần khám phá là phần chính thì gồm có 3 cái hoạt động học cơ bản là đọc và quan sát. Đọc đây là đọc kênh chữ, quan sát là quan sát kênh hình, làm là học sinh sẽ làm và cuối cùng sẽ ghi nhớ được kiến thức. Tôi sẽ trình bày ngay sau đây các cái mục nhỏ một, từng phần một. Thứ nhất là về mục tiêu, thì mục tiêu là những gì mà học sinh đạt được sau bài học, và mục tiêu trong bài học là trùng khớp yêu cầu cần đạt trong chương trình, và nó đảm bảo là đúng và đủ với tất cả các cái yêu cầu cần đạt trong chương trình. Ví dụ như là ở cái bài một, thiết bị vào và thiết bị ra, mục tiêu đầu tiên là biết và nhận ra được thiết bị vào ra có nhiều loại hình dạng khác nhau, đó chính là cái phát biểu trong yêu cầu chương trình của môn thể học lớp 7. Tiếp theo là phần khởi động. Cái phần khởi động ấy, thì là hoạt động để gợi mở mà tạo hứng thú học tập và định hướng cho các em suy nghĩ và khám phá cái nội dung học. Những cái vấn đề đặt ra bài này sẽ ở phần này sẽ là được giải quyết khi tìm hiểu phần khám phá. Ở trên màn hình các thầy cô có nhìn thấy, tức là cái phần khởi động ấy, cái bài ở trên màn hình ấy là có cái phần cứng máy tính, xem cái dấu cộng, bên này là phần mềm, bên phần mềm thì có hệ điều hành, trên ở dưới là hệ điều hành và bên trên là phần mềm ứng dụng. Các thầy cô trong môn tin học thì đều biết là nhìn đây đã biết ngay được đây là đang nói về hệ điều hành phần mềm ứng dụng. Đấy, nó giống như là hình hiệu của một chương trình, tức là nhìn vào cái phần khởi động nó biết được cái nội dung bài học đã định hướng về đâu. Thế rồi là ví dụ như là về khởi động về cái có một dãy số được úp xuống, sau đó yêu cầu học sinh là tìm một cái số nào trong cái dãy đó thì làm thế nào, thì các thầy cô trong tin học các thầy cô đều đoán được ngay đây là gì, đây là chính là thuật toán tìm kiếm. Một chút nữa tôi sẽ quay lại để nói với thầy cô tại sao lại phải úp cái dãy số này xuống, cái thầy cô suy nghĩ giúp tôi nhé, tại sao lại úp xuống. Đến phần khám phá, thì phần khám phá thì là cái hoạt động chính để tìm hiểu kiến thức kỹ năng mới của bài học. Đọc và quan sát, làm và ghi nhớ là 3 cái hoạt động cơ bản học sinh cần phải thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ học tập ở phần này. Với hoạt động đọc và quan sát, học sinh cần đọc, quan sát các cái kênh chữ, kênh hình để tìm hiểu kiến thức kỹ năng mới của bài học. Với hoạt động làm thì học sinh phải áp dụng các cái kiến thức mà đã vừa đọc được ở cái phần phần đọc và quan sát để mà làm các bài tập, để thực hiện các cái nhiệm vụ học tập, các cái hoạt động học tập. Và thông qua cái việc đọc, quan sát cũng như là làm các nhiệm vụ trong cái hoạt động làm thì học sinh đã rút ra được cái kiến thức ở cái mục ghi nhớ. Tiếp theo là phần luyện tập. Thì phần luyện tập là gồm các câu hỏi bài tập để củng cố cái kiến thức kỹ năng trong bài học. Ở trên màn hình các thầy có thể nhìn thấy, tức là một cái bài liên quan đến cái, có thể là trong phần luyện tập mình đưa đến cái tình huống, và tình huống này học sinh phải áp dụng những kiến thức ở cái phần khám phá để mà giải quyết những cái phần này. Hoặc là ở phần luyện tập tiếp theo ấy, thì là một cái bài khác ấy, thì là gồm những cái câu hỏi hoặc là những cái câu kiểm tra trắc nghiệm, và học sinh khi mà làm trả lời những câu hỏi này hoặc là lựa chọn phương án thì đều phải sử dụng những cái kiến thức đã học ở phần khám phá để giải thích là tại sao lại phương án này, tại sao lại phương án kia, kể cả chọn hay không chọn thì đều phải là giải thích cái phương án đó. Tiếp theo là phần vận dụng. Phần vận dụng ấy thì là các cái câu hỏi bài tập tình huống và vấn đề thực tiễn mà học sinh cần phải vận dụng kiến thức kỹ năng vừa học để giải quyết. Lấy ví dụ như là phần vận dụng là ta có cái câu là tìm hiểu và cho biết những bộ phận nào của máy tính trong phòng thực hành hay bị hỏng, theo em là nguyên nhân các thiết bị hỏng đó là gì, thì đây chính là cái phần vận dụng của cái bài đầu tiên, là bài mà trong đó có nội dung liên quan đến sử dụng các cái thiết bị tin học là sử dụng đúng. Thế thì tôi muốn nói ở đây một cái ý, tức là cái việc mà học sinh vận dụng nó rất gần gũi và nó ngay sát những xung quanh học sinh. Thầy cô đều biết là phòng thực hành tin học là phòng thường có những cái thiết bị hỏng, và ta dùng ngay những cái thứ đó là thực tiễn để mà giải thích để các em tìm hiểu và vận dụng kiến thức để giải thích cái đó. Hoặc là một cái phần
một cái phần vận dụng tiếp ở cái bài gọi là thuật toán tìm kiếm nhị phân đó. Thì ví dụ như là sau khi học xong thì đề nghị các em là các em tìm một cái từ từ tiếng Anh trong cái cuốn từ điển theo cách nào và tại sao lại tìm cách đó. Đói. Hoặc là cho các em chơi một cái trò chơi là các em là đoán ngày sinh của nhau, ngày sinh của nhau mà không có 5 câu trắc nghiệm. Thì nhiều khi những cái bài tập như thế không chỉ là rèn luyện cái là vận dụng là thực tiễn mà là còn là một cái ấn tượng để học sinh nhiều khi là chỉ nhớ được cái vận dụng đó mà suy ra hình dung được toàn bộ cái bài mà chúng mà học sinh đã học. Tiếp theo đó là phần em có biết, thì phần em có biết là cung cấp cho học sinh một số cái thông tin bổ sung và thú vị mà liên quan đến bài học. Tùy vào nội dung của từng bài học mà và mức độ cần thiết ấy, mà mỗi bài học có hoặc không có phần này. Lấy ví dụ là ở cái bài mà tạo bài trình chiếu chẳng hạn, thì trong chương trình thì có yêu cầu là các em phải sao chép được từ cái văn bản Word sang cái trang trình chiếu PowerPoint. Thì các thầy cô đều biết là chúng ta có cái câu chuyện là rất nhiều người là copy toàn bộ cái nội dung Word sang PowerPoint nên là cái bài trình chiếu nó rất là phản cảm và nhiều khi nó không hiệu quả trong vấn đề trình bày. Thì em có biết ở đây ở cái bài đó chúng tôi có cung cấp cái thông tin về cái này và cũng giải thích các em là nên hay không nên làm và tại sao lại không nên làm như vậy. Đó. Sau phần tiếp theo thì tôi xin trình bày về nội dung và phương pháp và cách tổ chức dạy học. Báo cáo các thầy cô là cái này, tức là trong cuốn sách này thì tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên là cái gọi là chúng tôi muốn nhấn mạnh nhất là mỗi bài học gồm những cái hoạt động học với những cái chỉ dẫn sư phạm rõ ràng cụ thể, theo đó học sinh tự giải quyết các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các thầy cô cũng biết là cốt lõi của cái và quan trọng nhất của đổi mới giáo dục lần này là đổi mới cách tổ chức dạy học. Và cái tự học ấy, là cái kỹ năng học mà là kỹ năng quan trọng nhất để học. Chúng tôi hay nói với nhau là gì, là đỉnh cao của học là tự học. Ở đây thì các thầy cô chắc cũng đã trải nghiệm rất là nhiều, là thường những em học sinh mà có học tốt, học giỏi thì các em có khả năng tự học tốt. Ở cái các học liệu và các hoạt động học được thiết kế và lựa chọn sắp xếp một cách rất công phu và kỹ lưỡng ở cái mức mà học sinh có thể tự học và tự rút ra được kiến thức. Tôi lấy ví dụ là cái phần ở phần khám phá mà cái mục là thiết bị vào và viết thị ra, thì cái mục hoạt động học, hoạt động đọc đầu tiên ấy, là các em đọc và quan sát cái sơ đồ về cấu trúc chung máy tính. Thì có một bên là thiết bị vào, bên thiết bị ra, và cái hai cái ô màu hồng hồng ấy là viết rõ là để cái thiết bị vào là để tiếp nhận thông tin vào như là bàn phím chuột, màn hình, máy quét. Thiết bị ra cũng tương tự là như vậy. Thế sau đó thì học sinh mới lại làm cái hoạt động làm là ghép giữa cái tên thiết bị, cái thiết bị ở bên trái với cái chức năng ở bên phải. Lấy ví dụ như là micro ấy, thì ở bên kia chức năng là tiếp nhận thông tin ở dạng âm thanh. Máy scan ấy là tiếp nhận âm tin, thông tin ở dạng như là hình ảnh. Thế thì sau khi mà làm cái bài tập như vậy thì đến phần là ghi nhớ thì học sinh sẽ rút ra được là có nhiều loại thiết bị như bàn phím chuột gì đấy, và có nhiều loại thiết bị vào là bởi vì là các cái dạng thông tin khác nhau nên cần cái thiết bị khác nhau để mà tiếp nhận thông tin vào. Đấy, ở đây thì báo cáo với thầy cô là các thầy cô chỉ cần, nếu mà đi dạy cái này thì cô chỉ cần đặt một số câu hỏi là học sinh có thể tự làm được, mà thậm chí là cũng không cần quá nhiều câu hỏi. Vì ở trong sách cũng đã có những cái câu hỏi rất là quan trọng và rất là cơ bản rồi. Thì thường thì khi mà mình giảng bài đi dạy thì ta cứ lo là học sinh không biết để ta giảng bài. Nhưng mà giảng bài thì nhiều khi nó cũng mình giảng để mình nghĩ là học sinh nó biết, nhưng không phải lúc nào nó cũng đạt được cái yêu cầu như mình mong muốn. Thì cái này chúng tôi thiết kế cơ bản để học sinh tự học mà giáo viên mình chỉ hỗ trợ thôi. Tiếp theo nữa là học qua làm. Thì báo cáo thầy cô, học qua làm là phương pháp xuyên suốt trong cuốn sách. Kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất của học sinh được hình thành, phát triển trong quá trình thực hiện các hoạt động học. Thì học qua làm là chúng tôi đã kết hợp giữa learning by doing và nhiều thầy cô biết và Lam Anh ở LabPath. Thì báo cáo thầy cô là thế này. Cái phương pháp học qua làm ấy, là chúng tôi là thiết kế bởi cái learning by doing và Lam Anh ở LabPath. Thế thì tôi xin phép được chia sẻ cái learning by doing thì thầy cô biết cả rồi. Thì Lam Anh LabPath thì cũng đã triển khai đến các thầy cô, nhưng mà tôi xin được nói ngắn gọn, có thể một số thầy cô chưa tiếp cận là như này. Lam Anh LabPath là cái câu thành ngữ của Pháp, mà câu đấy được hiểu là như này, tức là khi mà dùng cái tay này mình nặn bột ấy, nặn bột để làm bánh ấy, thì kiểu gì cũng có cái bột nó dính vào ngón tay. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là học sinh làm
nó sẽ đọng lại kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực. Đấy. À, ví dụ như là ở cái thuật toán tìm kiếm nhị phân chẳng hạn, thì đầu tiên là học sinh quan sát cái thuật toán được mô tả bằng sơ đồ khối, và sau đó là các em chơi trò chơi mô phỏng thuật toán. Sau khi chơi trò chơi thì bắt đầu các em mới lại mô tả lại cái việc em đã làm, thì chính là mô tả thuật toán bằng lời, cái mà học sinh cần phải đạt được. Thì đây là một cái ví dụ về học qua làm. Tiếp theo nữa là sách giáo khoa tiếp cận theo hướng từ trực quan cụ thể và những cái đã biết đến cái trừu tượng và khái quát và chưa biết. Tôi lấy ví dụ như là các thầy cô đều biết là khi mà chúng ta dạy về hệ điều hành, ta luôn nói là hệ điều hành là điều khiển phần cứng. Nó là như vậy, nhưng mà bây giờ làm nào để học sinh biết được hệ điều hành điều khiển phần cứng? Thì ở đây chúng tôi lấy một cái ví dụ nó rất là sát với học sinh là gì? Thay thường thường các cái thiết bị khác thì ta cứ dùng ngón tay ta ấn vào cái nút nguồn hoặc nút off, nút tắt ấy. Thế nhưng mà ở riêng với máy tính thì chúng ta không làm vậy, mà chúng ta lại gì này? Nhấn vào cái nút shutdown và trên hệ điều hành, trong ngoài hệ điều hành nó tự động nó tắt máy tính. Như vậy là hệ điều hành nó điều khiển phần cứng tắt máy tính, ngắt nguồn điện. Thì như vậy là gì? Chúng ta khai thác cái trải nghiệm thực tiễn của học sinh để làm cầu nối đến kiến thức của bài học, và thông qua những tình huống trực quan cụ thể để dẫn dắt đến kiến thức khái quát trừu tượng và mới, và những cái việc quan sát được để truyền đạt những cái điều mà không quan sát được. Tiếp theo nữa là các hình ảnh trong sách giáo khoa thì không chỉ là minh họa mà còn là một nội dung quan trọng của nội dung của bài học. Học sinh cần đọc được hình ảnh để hoàn thành cái nhiệm vụ học tập. Ví dụ như là cái hình ảnh trực quan thì đã giúp truyền tải dễ dàng cái nội dung về thuật toán, vốn là cái nội dung khó đối với học sinh lớp 7. Thầy cô hình dung là ở bên phải màn hình đấy là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân được mô tả bằng hình ảnh, tất nhiên là có cả chữ bằng hình ảnh, và nhìn vào đó học sinh có thể hình dung ra ngay là cái các bước, các vòng lặp để lật thẻ ở giữa như thế nào, mà lần nào thì bỏ cái phần nào trong cái dãy đó. Đến tiếp theo là tôi xin được trình bày về hỗ trợ triển khai dạy học. Báo cáo các thầy cô là bản thân cách thiết kế, lựa chọn và sắp xếp học liệu trong sách giáo khoa đã hàm chứa cái định hướng phương pháp cách tổ chức dạy học. Ví dụ như là một cái mục gọi là mục 2 là truy cập không hợp lệ, thì cái đầu tiên ấy là một hoạt động làm nói rằng Thanh nghỉ học nên đã mượn vở của Long để chép bài. Thanh đọc được trong vở mật khẩu và hộp thư điện tử của Long. Thanh sử dụng mật khẩu đó để mở và xem cái thư điện tử của Long. Em suy nghĩ là gì về việc làm của Thanh? Thì cái này rõ ràng là các thầy cô thấy ngay được là phải để học sinh đọc và phát biểu thảo luận xem cái suy nghĩ của em là như thế nào. Thế sau đó cái hoạt động đọc thì học sinh đã đọc giải thích được là tại sao cái của Long là không hợp lệ, cái hành vi của Thanh là không hợp lệ. Thế rồi là các hành vi không lệ khác là cái gì? Tiếp theo hoạt động làm thì một loạt những cái câu hỏi trắc nghiệm, các học sinh lúc đấy sẽ là thảo luận và gì cái này là phương án này là đúng hay không đúng, cái này là hợp lệ không lệ, là vì sao lại phải quay trở lại cái nội dung ở hoạt động đọc và quan sát để mà tìm hiểu một lần nữa, và hoặc là nhớ lại để mà trả lời những câu hỏi phần làm. Và cuối cùng thì sau khi mà đã đọc, quan sát và làm như vậy thì những cái kiến thức mà cần phải ghi nhớ là gần như là hiển nhiên. Ngoài ra thì trong sách giáo viên ấy, là chúng tôi cũng giải thích ý tưởng thiết kế và ý tưởng sư phạm của từng nội dung học liệu trong cái bài trong bài học. Thì báo cáo thầy cô tức là liệu khi mà giải thích rõ được ấy, mà các thầy cô hình dung được sâu sắc cái bài học đấy định hướng như thế nào, thì cái thầy cô hoàn toàn chủ động sáng tạo và linh hoạt trong việc tổ chức với cái điều kiện thực tiễn của mình, cái trình độ của học sinh hay là điều kiện thực hành hay là thời gian, tất cả cái đấy. Thì khi mà thầy cô hiểu được cái nội dung bài học mà chúng tôi cố gắng gọi là giải thích chi tiết trong cái sách giáo viên, thì cái cô sẽ hoàn toàn linh hoạt và chủ động được. Cái nữa là sách giáo viên thì làm rõ cái điểm khó, làm dự kiến cái điểm khó và làm rõ ẩn ý. Để tôi xin coi lại là thế này, tức là ví dụ như cái bài 13 thì tại sao chúng ta lại phải úp cái thẻ xuống, thì báo cáo thầy cô là chắc nhiều thầy cô ở đây thì biết cả rồi, nhưng tôi xin nói ngắn gọn là như thế này, tức là nếu chúng ta ngửa cái thẻ lên học sinh nhìn thấy số ấy, thì là vì là mắt người thì đến khi là nhìn tìm cái số nào học sinh tìm thấy ngay, không có gì phải theo cái thuật toán. Thế thì học sinh nó hiểu tại sao tự nhiên là phải theo thuật toán, bởi vì đây là bởi vì máy thì khác với người, máy không nhìn được, thế nên là máy phải so sánh từng cái một.
Thế thì vì vậy là mình úp xuống thì các em không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy nữa thì bắt buộc phải làm theo cái thuật toán mà giống như máy. Và sâu hơn nữa là gì? Cái mà các em đang làm giống như 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 máy ấy, thì chính là sau này các em sẽ cài đặt thuật toán để máy nó thực hiện. Thì đấy là cái lý do mà tại sao phải úp cái thẻ số xuống. Báo cáo thầy cô là ngoài các cái tài nguyên, cái sách giáo khoa này, sách học sinh, sách giáo viên này, sách giáo sách bài tập này, thì chúng tôi còn có cái học liệu ở trên cái trang tập huấn. Báo cáo thầy cô là sách bài tập ấy, thì là trên đó thì chúng tôi có đưa ra những cái cách mà tóm tắt cái bài học, nó chỉ trong khoảng độ nửa cái trang giấy, toàn bộ bài học thì nửa trang giấy bằng hình ảnh, bằng sơ đồ, đặc biệt là sơ đồ tư duy, và với những cái bài bài tập mà học sinh có thể làm viết trực tiếp vào trong đó. Kính thưa các thầy cô, là nhóm tác giả thì tin tưởng rằng là cái cuốn sách này ấy, thì tin học sẽ trở nên đơn giản, dễ hiểu với các em học sinh và là môn học mà dễ dạy với quý thầy cô. Đến đây đã đến cái lúc tôi nói lời cảm ơn đến quý thầy cô đã lắng nghe, nhưng mà các thầy cô vẫn chưa nghe thấy tôi nói về cái chỗ sáng tạo ở trong cái cuốn sách này, là trong cái bộ sách là chân trời sáng tạo, mà chưa thấy tôi nói gì về sáng tạo, đúng không ạ? Thì báo cáo các thầy cô là con người ấy, thì là sáng tạo trong lao động, và học sinh của chúng ta sáng tạo trong quá trình làm. Và báo cáo thầy cô, cứ để học sinh làm thì ắt sẽ sáng tạo, thì đấy là quy luật rồi. Thế báo cáo thầy cô một điểm nữa, tức là chúng tôi, nhóm chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái sách lớp 6 để mà có thể trình bộ giáo dục và đào tạo để thẩm định, để cái bộ sách tin học của cái chân trời sáng tạo có đầy đủ từ lớp 6 đến lớp 9 để trình đến các thầy cô. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, các quý vị đại biểu đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Quách Tất Kiên, tổng chủ biên kiêm chủ biên, đã có bài giới thiệu về sách giáo khoa tin học 7, bộ sách chân trời sáng tạo, rất là xúc tích và trọng tâm. Kính thưa quý thầy cô, vừa rồi đã là báo cáo cuối cùng của chương trình hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các quý thầy cô là lãnh đạo các phòng chuyên môn, các phòng giáo dục và đào tạo, ban giám hiệu các trường trung học cơ sở cùng toàn thể các thầy cô dự hội thảo ngày hôm nay. Như vậy là từ sáng đến giờ quý thầy cô đã được nghe 15 báo cáo giới thiệu về các sách giáo khoa mới của lớp 7 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gồm có bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà các thầy cô, tổng chủ biên, chủ biên, tác giả truyền tải đến quý thầy cô hôm nay sẽ rất hữu ích cho quý thầy cô trong việc tiếp cận, tìm hiểu, đánh giá, tiến tới lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 phù hợp, phục vụ cho công tác dạy và học trong của thành phố Hồ Chí Minh trong năm học tới. Kính thưa quý thầy cô, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hai bộ sách giáo khoa mới, đó là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Trong đó đối với thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin cung cấp một thông tin nó cũng là gần gũi và đặc biệt hơn, đó là bộ sách Chân trời sáng tạo thì được nhà xuất bản Giáo dục thành phố Việt Nam tổ chức biên soạn tại thành phố Hồ Chí Minh, với các tác giả chủ yếu đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện bộ sách này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhận được sự hỗ trợ rất là to lớn từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trong công tác là giới thiệu các thầy cô giỏi, các chuyên gia tham gia vào đội ngũ tác giả biên soạn, cũng như là hỗ trợ về công tác chuyên môn, công tác thực nghiệm sách giáo khoa. Chúng tôi đã thực nghiệm hàng trăm tiết ở tại các trường phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh là nhờ nhận được cái sự hỗ trợ của các thầy cô lãnh đạo sở, các thầy cô lãnh đạo phòng, ban giám hiệu cũng như các thầy cô ở tại các trường giúp chúng tôi thực hiện việc này. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô rất là nhiều trong nhiều công tác nữa, như là đọc góp ý, rồi dạy thí điểm, rồi thực hiện các cái việc gọi là rà soát đối với các cái bản thảo của các cái sách giáo khoa. Thì qua cái diễn đàn này, thay mặt nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chúng tôi xin bày tỏ cái sự tri ân và rất là cảm kích, cảm ơn các thầy cô lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các thầy cô là
lãnh đạo của các phòng chuyên môn, các phòng giáo dục và đào tạo và ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô. Kính thưa quý thầy cô, sách giáo khoa mới theo chương trình năm 2018 đến năm nay đã là năm tới đây là năm thứ ba. Với sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã trong những năm vừa rồi đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đã được các thầy cô ở thành phố Hồ Chí Minh rất là tin tưởng và lựa chọn. Chúng tôi bày tỏ cái sự cảm kích, tri ân và cảm ơn quý thầy cô rất nhiều đã tin tưởng. Hy vọng rằng đối với sách giáo khoa lớp 7 trong năm học tới, sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục được quý thầy cô ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tin tưởng lựa chọn để phục vụ cho công tác dạy và học ở trong các cơ sở giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh trong năm học tới. Về phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, chúng tôi cam kết rằng sẽ luôn đồng hành với quý thầy cô từ công tác giới thiệu sách giáo